Hành trình lột xác 2018, chương trình truyền hình thực tế khắc họa chân thực quá trình thay đổi diện mạo cho những ai đang có ước mơ vươn lên trong cuộc sống. Trải qua vòng sơ tuyển, ban giám khảo đã lựa chọn ra 13 gương mặt với 13 cá tính. Đi về đi. Sẽ có những thử thách nào chờ họ ở phía trước? Có thể là tỷ lệ thành công nó chỉ là khoảng 1-2% hoặc 5%. Ai sẽ là người vượt qua để bước tiếp với chương trình? Ai sẽ là người phải dừng chân? Hãy đón xem mọi diễn biến trong tập hôm nay. Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà chung của Hành trình lột xác 2018, chương trình do Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam tổ chức. Tôi là Hoàng Linh, người sẽ đồng hành xuyên suốt với các bạn trong chặng hành trình đặc biệt này. Trải qua vòng sơ tuyển, chúng ta đã chọn ra được 13 gương mặt, 13 cá tính, 13 câu chuyện với 13 hoàn cảnh vô cùng đặc biệt để chính thức bước vào hành trình lột xác, thay đổi bản thân mình. Các bạn có hình dung ra ngôi nhà chung của mình như thế nào không ạ? Đúng là rất đẹp. Phòng khách rất là đẹp. Nhà bếp thì rất là tiện nghi. Và phòng ngủ với những chiếc giường rất là êm ái. Chúng ta có tất cả là 13 thí sinh. Tuy nhiên, nhà chung chỉ có 3 chiếc giường. Đủ chỗ ngủ thoải mái cho 6 người mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc hơn 1/2 trong số các bạn sẽ không thể có một chỗ ngủ thoải mái được. Vì vậy hãy thật là nhanh chân để tìm cho mình được một chỗ ngủ như ý nhất. Và hãy nhớ rằng khi đến với hành trình lột xác 2018, các bạn sẽ phải vượt qua hàng loạt những thử thách khó khăn và cam go nhất. Và đây chỉ là một trong những thử thách đầu tiên mà thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Hãy thật nhanh chân để tìm cho mình một chỗ ngủ như ý nhé. Và ngay bây giờ, thời gian để các bạn tận hưởng không gian tuyệt vời của ngôi nhà chung bắt đầu! Khi mà em nghe chị Hoàng Linh nói là chỉ có 3 chiếc giường nhưng mà cho tới 13 người thì em thấy rất là lo sợ và hồi hộp luôn, không biết là mình có giành được chiếc giường cho mình không nữa. Thì khi mà ban đầu khi mà em chạy vào ấy thì em nhìn thấy một cái căn phòng mà đầu tiên ngay trước mặt mình ở phía bên tay trái, thì em thấy ủa sao mọi người còn một cái phòng đầu tiên này mọi người không mở cửa ra. Hàng không nằm giữa, kế bà không có quyền lựa chọn, để lựa chọn tôi biết rằng. Chính vì em sang làm bạn có mong muốn chuyển giới từ nam sang nữ nên là bạn ấy rất là ưu tính, khi ở cùng với bạn ấy thì mình không cảm thấy ngại gì cả. Đất rồng, rồng bá gì
Mình là con trai nữa, thôi mình nên để lại cho mọi người. Và nếu mà ngủ ở đâu thì cũng được. Ở đây chúng ta có hai bạn nam là bạn Vinh và bạn Huy. Thì liệu rằng chúng ta có nên là dồn các bạn nữ sang hai phòng và để hai bạn nam một phòng hay không? Nếu mà hai bạn Huy với Vinh không ngại gì nữa, không ở cùng phòng cũng không sao mà chị. Thì em cũng cảm ơn chị Hoa một phần là đã quan tâm tới hai đứa trai duy nhất trong nhà chung. Thôi cứ để cho mọi người cứ ngủ chung với nhau cũng được, em nghĩ cũng không có sao hết. Khi mọi người bầu chọn mình là thủ lĩnh của ngôi nhà chung, cái cảm xúc ban đầu của mình cảm thấy rất bất ngờ. Vì thực sự là mình muốn là bầu chị Oanh. Người có một cái thế mạnh khác nhau. Tuy nhiên rằng thì Hoa thì trước nay em đã đứng trên bục giảng ấy, thì em có cái kỹ năng về sắp xếp lịch. Thì chị nghĩ quan điểm của chị thì chị sẽ bầu Hoa. Em thì có chung tiếng nói với chị Oanh, nên em cũng bầu chị. Ai đồng ý thì Hoa thì giơ tay. Mặc dù mình biết là cái nhiệm vụ này sẽ nặng nề, tuy nhiên thì với sự tin tưởng và yêu mến của mọi người thì mình sẽ cố gắng hết sức để đảm nhận tốt cái vai trò này. Sát 2018, trước mắt các bạn là vô vàn những khó khăn cũng như thử thách cần sự kiên định và nỗ lực. Ban tổ chức thông báo buổi thăm khám đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai. Để chuẩn bị thật tốt cho buổi thăm khám, hãy lưu ý những điều sau. 1. Chuẩn bị tinh thần thật tốt, thoải mái để đảm bảo sức khỏe. 2. Hãy ngủ thật sớm. 3. Không dùng bữa sáng vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon, thân mến. Chào. Trước khi đến với hành trình lột xác thì các bạn sẽ phải trải qua một bước vô cùng quan trọng, đó chính là thăm khám trước phẫu thuật. Và hôm nay, những người sẽ giúp đỡ các bạn đó chính là các bác sĩ, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam. Xin được trân trọng giới thiệu tới các bạn, bác sĩ Charlie Trần. Xin chào bác sĩ. Xin được trân trọng giới thiệu tới các bạn, bác sĩ Dương Hữu Ánh. Cùng với tất cả các bác sĩ của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam, những người sẽ trực tiếp làm việc với các bạn ngày hôm nay. Hôm nay tôi cùng với bác sĩ Dương Hữu Oánh cùng với các bác sĩ khác sẽ thăm khám trực tiếp cho các bạn về mặt lâm sàng, về cận lâm sàng để có những cái quyết định trước mổ cho các bạn ngày hôm nay. Và bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Hãy vào trong để chuẩn bị cho phần thăm khám của mình. Và hãy nhớ rằng tôi, Hoàng Linh sẽ luôn ở bên đồng hành và ủng hộ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
sẽ có một cái buổi xét nghiệm máu và cũng như là kiểm tra tổng quát sức khỏe của cơ thể. Sau khi mà mình vừa mới lấy máu xong thì hiện tại cảm xúc mình bây giờ mình rất là lo lắng và cảm thấy rất là run lắm. Trường hợp của thí sinh này rất đặc biệt vì bạn đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật để chỉnh sửa mũi hỏng do tai nạn. Tình trạng mũi lệch, đầu mũi co rút, biến dạng, lệch vách ngăn. Chúng tôi sẽ phải áp dụng nhiều phương pháp để xử lý tình trạng này trước khi nâng. Đối với bạn Phan Thị Bích Vân này thì chia thành 2 giai đoạn theo ý của riêng cá nhân tôi là chia thành 2 giai đoạn. Thứ nhất là phẫu thuật vùng xương vùng hàm mặt cho bạn ấy. Xương vùng hàm mặt thì sẽ phẫu thuật vùng hàm trên, hàm dưới và hạ gò má cho bạn ấy. Đấy là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là làm về cái phần mềm cho bạn ấy, là làm phẫu thuật mi trên, góc mắt trong cho bạn ấy và cấy mỡ toàn bộ vùng mặt. Xin chào hai bạn. Tôi rất vui mừng được gặp lại hai bạn trong chương trình Hành Trình Lột Xác ngày hôm nay. Đã đến lúc các bạn chính thức bắt đầu cuộc hành trình làm đẹp của chính mình rồi. Để làm được điều đó cho các bạn một cách tốt nhất, đồng hành với chúng tôi xin giới thiệu tiến sĩ, bác sĩ Robert Peterson. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp các bạn. Tôi là tiến sĩ, bác sĩ Robert Peterson, chuyên gia tạo hình vóc dáng đến từ Hoa Kỳ. Và tôi rất hào hứng khi được gặp các bạn ở đây. Và trước khi tiến tới những cuộc phẫu thuật đó, xin mời các bạn hãy theo chân chúng tôi. Vấn đề khó khăn trong các phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ thường gặp phải là cơ ngực rất khỏe. Một cơ da vùng ngực rất là chặt, vì vậy rất khó để tạo được một bộ ngực căng phồng tự nhiên. Đối với trường hợp của bạn Trần Ngọc Sang, để tạo hình vùng ngực, chúng tôi sẽ phải đặt các túi ngực dưới lớp cơ. Do bạn không có mô tuyến vú, nên việc đặt túi độn ở dưới lớp cơ sẽ giúp ngực bạn trông tự nhiên hơn. Trong trường hợp này, vị trí mổ nên ở tay hoặc ở nách, tránh tạo sẹo cho vùng ngực, bởi vì thí sinh không có tuyến vú, rất khó có thể che được vết sẹo mổ nếu đi đường rạch ở dưới ngực. Do đó, vết sẹo mổ này sẽ rất dễ bị nhìn thấy, còn nếu đi đường ở nách thì sẽ kín hơn. Khi mà biết được thông tin là có bác sĩ đến từ Hoa Kỳ đến thăm khám thì cảm xúc của em lúc đó rất là bất ngờ và hào hứng khi mà chỉ mới là thăm khám thôi mà đã có một bác sĩ đến từ Hoa Kỳ thăm khám, thì không biết khi mà qua quá trình phẫu thuật hay hậu phẫu thì mình có sẽ được chăm sóc chu đáo cỡ nào nữa. Đức Phúc, 22 tuổi, cầm lệm, môi dày, mũi tẹt. Hành trình biến đổi nhan sắc sau 30 ngày, anh ấy đã lột xác thành công. Bạn thì sao? Lột xác ngay cùng Cam Nam. Liên hệ ngay 1900 6466 để được tư vấn. Khi bác Thùy nói mình là một ca khó và một ca đặc biệt thì mình cảm thấy rất là lo lắng, không biết ca mình như thế nào. Nhưng khi mà được xem video về mô phỏng về ca mổ của mình thì mình cảm thấy rất là an tâm. Sau khi mà xem xong cái clip mô phỏng 3D thì mình nghĩ là nếu như mà mình
thực hiện xong cái ca phẫu thuật này thì mình nghĩ là cái phần mặt sẽ được cải thiện rất là nhiều. Để đẩy hàm vào thì mình cũng sợ là không biết rằng sau khi nhổ xong mình có cảm giác đau không, và ăn những cái đồ ăn mà mình thích có còn được ngon không. Chị vào được không? Sao một số người thấy chị Linh vào lại thở phào một cái thế nhỉ? Có một ngày không gặp đã thấy nhớ nhau rồi đúng không? Lúc này thì cảm xúc của mọi người thế nào? Chị em đang rất là chung. Các bạn thì rất lo lắng, còn chúng tôi thì rất khó khăn. Bởi vì vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn bạc, cần phải hội chẩn với các bác sĩ. Điều mà tôi mong muốn bây giờ đó là các bạn hãy trở về với ngôi nhà chung của mình, nghỉ ngơi, ăn uống để lấy lại sức khỏe đã. Tôi sẽ gặp lại các bạn sau. Hiện tại bây giờ đợt phẫu thuật này là chúng ta quyết định là khoa một, và chúng ta sẽ kiểm tra lại thêm và cho cái thí sinh này đi khám và chuyên khoa nội khoa. Thưa các bác sĩ, như vậy là với những trao đổi chuyên môn về tình trạng sức khỏe hiện tại của các thí sinh thì chúng ta thấy rằng có những thí sinh không đủ điều kiện sức khỏe để đi tiếp với hành trình lột xác 2018, và chúng ta buộc phải đưa ra kết quả cuối cùng. Chào mừng các bạn đến với phần công bố kết quả của hành trình lột xác 2018. Hôm nay thì các bạn đã trải qua một ngày thật là dài, dày đặc những lịch trình khám và xét nghiệm. Và như các bạn cũng đã biết, hành trình lột xác 2018 là cuộc hành trình để tìm kiếm và mang tới một diện mạo hoàn toàn mới cho những ai chưa tự tin vào ngoại hình của mình. Tôi đã có một buổi hội chẩn với các bác sĩ, các chuyên gia của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam, những người đã trực tiếp thăm khám cho các bạn ngày hôm nay và cũng chính là những người sẽ trực tiếp phẫu thuật cho các bạn trong những ngày sắp tới. Và lúc này đây, thì trên tay tôi đây chính là kết quả về buổi thăm khám của các bạn. Nó có liên quan mật thiết tới việc các bạn có thể ở lại hay không thể tiếp tục đồng hành với hành trình lột xác 2018. Chúng ta có hai nhóm: nhóm an toàn và nhóm không an toàn. Và bây giờ thì những bạn tôi gọi tên, các bạn sẽ tiến lên phía trước một bước. Nguyễn Thị Vân, mời bạn tiến lên phía trước. Vũ Thị Hằng, Lê Ngọc Trâm, người thứ tư tôi sẽ gọi tên đó là Nguyễn Hoàng Oanh, Cao Thị Lan, xin mời bạn. Phan Bích Vân, và người cuối cùng xin mời tiến lên phía trước, Hoàng Gia Huy, xin mời bạn.
những bạn không được gọi tên, xin mời các bạn bước về phía tay phải của tôi. Các bạn được gọi tên, xin mời các bạn lùi về phía sau một bước ạ. Với những bạn tôi không gọi tên, rất tiếc, các bạn sẽ nhận được một lời chúc mừng vì các bạn sẽ là những người ở lại với hành trình đột xác 2018. Chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian dành cho nhau, không chỉ ở hành trình lột xác 2018. Trong cuộc sống, các bạn cũng sẽ vẫn tiếp tục duy trì và giữ được tình bạn đẹp của mình, đúng không ạ? Chúng tôi xin mời nhóm an toàn sẽ trở lại vị trí của mình ạ. Với những bạn nằm trong nhóm không an toàn, chúng tôi muốn thông báo tới các bạn một điều. Sẽ có những người trong số các bạn được đi tiếp. Nhưng cũng sẽ có những người buộc phải dừng lại hành trình này ở đây. Thật sự là rất khó khăn cho tôi khi phải thay mặt ekip, thay mặt các bác sĩ, các chuyên gia thông báo kết quả này với các bạn. Thế nhưng như các bạn biết rồi đấy, yếu tố đầu tiên cũng là yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi quan tâm, đó chính là vấn đề sức khỏe của các bạn. Trong số các bạn ở đây có những người hiện tại không đảm bảo sức khỏe để tiến hành các ca phẫu thuật. Và kết quả của chúng ta, người phải chia tay với hành trình lột xác 2018 tại đây ngày hôm nay, đó là Bích Vân. Rất tiếc phải chia tay bạn. Vân ơi, chị ôm Vân một cái được không? Ôi, cô gái nhỏ nhắn nhưng mà giọng hát thì thật tuyệt vời. Bây giờ tặng chị Linh một câu hát được không? Tặng riêng chị Linh. Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi nó. Và giây phút tạm biệt với bạn thiền, kỷ niệm mãi trong tim ta. Ngày vui ấy khi bên nhau, bao gian khó cuộc đời vượt qua. Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền. Cảm ơn em. Các bạn thí sinh trong nhóm không an toàn, còn lại 6 bạn. Rất tiếc khi tôi phải nói ra điều này, Bích Vân không phải người duy nhất phải rời hành trình này. Còn 2 trong số 6 bạn còn lại cũng sẽ phải cùng với Bích Vân rời khỏi hành trình lột xác 2018. Và kết quả của chúng ta là Cao Lan, Nguyễn Thị Vân, Vũ Thị Hằng,
và Hoàng Oanh. Các bạn sẽ phải chia tay với Ngọc Trâm và Gia Huy. Bởi vì Ngọc Trâm và Gia Huy là hai thí sinh phải dừng cuộc chơi. Thì mời Hoa. Nếu như có thể, em muốn dành cái cơ hội của mình cho một trong số những bạn phải là người có được không ạ? Đó là điều không thể xảy ra Hoa. Nếu như có thể giữ ai đó ở lại thì tôi đã giữ cả 13 bạn ở lại rồi. Tất cả các bạn có thể không ở cùng nhau trong ngôi nhà chung này, trong hành trình này, nhưng ở rất nhiều nơi khác, rất nhiều cuộc hành trình khác, chúng ta sẽ nắm tay nhau, được không ạ? Mình không bao giờ nghĩ rằng những bạn bước lên phía trên đó là những bạn mà có thể bị loại. Bích Vân là người đầu tiên gọi điện cho tôi trước khi mà tham gia ngôi nhà chung. Chị à, em cũng rất lo về tình trạng sức khỏe của em. Em không biết được có tiếp tục được đi tiếp hay không, khi có được gọi hay không, bởi vì là sức khỏe của em hiện tại rất là yếu. Khi mà chị Bích Vân hát bài đấy ấy, thì mình cảm thấy mình cũng muốn rơi nước mắt như mọi người ấy. Nhưng trước đấy ấy, thì mình ôm chị Bích Vân và chị Bích Vân bảo là em không được khóc, tại vì em còn phải chịu được những cái hơn như thế này nữa, em không được khóc cho chị. Gia Huy là một người có tài năng, bạn rất là vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Cậu ấy luôn là người mà bày trò rồi tạo cái không khí vui tươi, rồi động viên mọi người trong ngôi nhà chung. Mình và Trâm là cùng đều một hoàn cảnh, đều là trẻ mồ côi. Thì mình phải chia tay chị Trâm với Huy, đặc biệt là chị Trâm, vì đây là cơ hội mà chị đã đặt nhiều hy vọng nhất. Phạm Thị Hà, 20 tuổi, mắt một mí, mí mắt không đều, sống mũi thấp, đầu mũi to, hàm hô móm, răng tiêu biến, hoại tử, xương hàm phức tạp, gương mặt không cân xứng, thiểu sản xương hàm trên. Hành trình biến đổi nhan sắc sau 30 ngày. Cô ấy đã lột xác thành công. Bạn thì sao? Lột xác ngay cùng Khang Nam. Liên hệ ngay 1900 6466 để được tư vấn. 10 gương mặt xuất sắc nhất trong hành trình lột xác 2018 đã lộ diện và chính thức bước vào cuộc hành trình thay đổi chân dung, mở lối ước mơ. Trong tập tiếp theo, top 4 thí sinh đầu tiên sẽ phải đối diện với hành trình lột xác của chính bản thân mình. Top 6 thí sinh còn lại sẽ cảm thấy ra sao? Họ có nhận ra những người bạn của mình khi họ trở về? Đón xem trong tập tiếp theo của chương trình Hành trình lột xác 2018 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Today TV.